đời sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta cuộc chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta phải chiến cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2018 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Bùi Thị Minh Hằng từ chối sang Mỹ định cư. Không một quan chức Việt Nam nào nhận quà hối lộ trong dịp Tết vừa qua. Việt Nam là nước đứng thứ nhì ở châu Á bị cài mã độc trong máy tính. Dư luận quan ngại về dự án gia cư Formosa ở Hà Tĩnh. Cháy lớn ở Philippines, 15.000 người lâm vào cảnh vô gia cư. Trung Cộng xuống nước trước sự cứng rắn của Mỹ. Thủ tướng Nhật hứa hẹn sẽ tạo 700.000 công ăn việc làm cho dân Mỹ. Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Người dân tự quyết là phần trích đoạn bài viết của Lê Nguyên có tựa đề Từ cảnh giác đến lệ thuộc Bắc Triều đăng trên Dân làm báo. Dưới chương trình là tiết mục thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn. Tuần này với chủ đề Huế nỗi nhớ khôn nguôi, và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn C tại Asheville, North Carolina, Hoa Kỳ, đồng thời được vinh danh anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Theo tiết lộ từ cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, thì bà Bùi Thị Minh Hằng đã bác bỏ việc sang Mỹ định cư theo đề nghị của Bộ Công an. Như tin đã loan vào hôm qua, bà Minh Hằng, một nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, sẽ mãn hạn tù vào cuối tuần này sau khi bị bảo quyền Việt Nam khép tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 3 năm tù. Bà Hằng bị Công an Đồng Tháp hành hung và bắt giam sau khi đến thăm gia đình ông Truyển vào 3 năm trước. Theo lời kể của ông Truyển thì Bộ Công an đã cử người vào trại tù để thuyết phục bà Hằng sang Mỹ định cư, nhưng bà cương quyết từ chối vì muốn tiếp tục con đường đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Ông Truyển nói thêm là thân nhân và bạn bè của bà Hằng sẽ đến cổng trại tù Gia Trung để đón người phụ nữ kiên cường này. Tuy nhiên, chưa biết bảo quyền Việt Nam có ngăn cản phái đoàn hay chịu thả bà Minh Hằng vào thứ Bảy ngày 11 tháng 2 tới hay không. Một tù nhân lương tâm khác là ông Đoàn Huy Chương cũng sẽ mãn hạn tù 7 năm vào ngày 13 tháng 2. Là một thành viên sáng lập phong trào lao động Việt với mục đích binh vực cho quyền lợi công nhân Việt Nam, ông Chương bị bảo quyền Hà Nội bắt giam và khép tội âm mưu lật đổ chế độ vào năm 2010. Nếu không có gì trục trặc, ông Chương sẽ rời trại tù Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2. Trong một báo cáo có tính cách chọc cười dư luận, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết là cả nước không có một quan chức nào nhận quà Tết mang tính cách hối lộ, có nghĩa là hơn 2 triệu quan chức lớn nhỏ của chế độ đều tuân thủ lệnh cấm do Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đưa ra trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua. Thế nhưng theo tuyên bố của ông Đạt thì các báo cáo đến từ các bộ ngành và tập đoàn quốc doanh đều không ghi nhận một trường hợp nào nhận quà Tết sai quy định, có nghĩa là vẫn có biếu sáng cấp trên nhưng không lấy tiền từ công quỹ. Ông Đạt nói thêm là cũng có một số trường hợp vi phạm, nhưng lập tức được nhắc nhở và hủy bỏ quà cáp nên không cần phải ghi vào báo cáo. Theo báo cáo của tập đoàn Microsoft, thì Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhì ở châu Á có số lượng virus bị cài đặt trong máy tính. Trong báo cáo đưa ra vào hôm qua về mức độ an ninh điện toán, tập đoàn Microsoft cho biết là trong 5 nước trên thế giới dễ bị cài virus nhất, thì Việt Nam và Indonesia là 2 quốc gia có nguy cơ cao nhất. Trong số các virus độc hại này có loại Gemaru có khả năng chọc thủng màng lưới an ninh và đánh cắp các dữ liệu chứa đựng trong máy, thậm chí nó sẽ khóa máy để người sử dụng phải nạp tiền chuộc. Báo cáo từ Microsoft cho biết trong năm vừa qua, Việt Nam bị thiệt hại gần 500 triệu Mỹ kim vì các virus, trong khi vào năm 2015, mức thiệt hại được thống kê là 430 triệu Mỹ kim. Ngay sau khi nhà cầm quyền Hà Tĩnh loan báo quyết định cho phép tập đoàn Formosa xây dựng khu gia cư cho công nhân Tàu làm việc tại nhà máy Vũng Áng, nhiều người dân Việt đã bày tỏ mối quan ngại về một lãnh địa Tàu sẽ hình thành trên đất Việt. Cần nhắc lại là dự án này sẽ chiếm một diện tích lên đến 19 mẫu ở thị xã Kỳ Anh, với gần 2.000 ngôi nhà và chung cư sẽ được xây dựng.
Ngoài nhà ở, khu phố tàu này sẽ có các nhà giữ trẻ, các công viên giải trí và siêu thị. Theo chấp thuận của nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh, thì tập đoàn Formosa sẽ làm chủ khu đất này trong vòng 50 năm. Một trận đại hỏa hoạn diễn ra ở thủ đô Manila đã đẩy 15.000 người dân Phi vào cảnh vô gia cư, theo thống kê sơ khởi của giới hữu trách Phi. Trận hỏa hoạn bộc phát ở một khu vực nhà nghèo vào tối thứ ba vừa qua và kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, với 3.200 căn nhà bị biến thành tro bụi. Rất may không có ai bị thiệt mạng trong trận hỏa hoạn này và chỉ có 4 người bị thương. Khác với lời lẽ hung hăng và hiếu chiến trước đây, Trung Cộng đã bắt đầu xuống nước trước các tuyên bố cứng rắn của nội các Donald Trump đối với Trung Cộng. Phát biểu nhân chuyến công du Úc vào hôm qua, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị tuyên bố là nếu xảy ra xung đột quân sự ở Biển Đông thì cả hai nước Mỹ Hoa đều thiệt hại, vì thế không nhà lãnh đạo nào muốn thấy điều này. Tuy nhiên, ông Vương Nghị đề nghị Hoa Kỳ nên xem lại các hòa ước mà khối đồng minh đã ký kết sau đệ nhị thế chiến, nội dung yêu cầu nước Nhật phải hoàn trả cho Trung Hoa các vùng đất mà họ đi chiếm đóng, trong đó có quần đảo Trường Sa. Nhưng theo ông Nghị thì sau đó, các nước láng giềng đã tự động chiếm đóng các nơi ấy, dẫn đến các tranh chấp ở Biển Đông hôm nay. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hứa hẹn sẽ gia tăng đầu tư ở Mỹ và đem lại 700.000 công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Đây là nỗ lực của chính phủ Nhật nhằm xoa dịu những lời chỉ trích trong khi tranh cử Tổng thống của ông Trump là Nhật đã cướp đi hàng triệu công ăn việc làm của người dân Mỹ. Theo thông tấn xã Reuters, thì ngoài Thủ tướng Abe, phái đoàn công du Hoa Kỳ hôm nay còn có sự tháp tùng của hai bộ trưởng tài chính và ngoại giao của Nhật. Phái đoàn sẽ đưa ra một loạt các dự án đầu tư về hạ tầng cơ sở, trong đó có dự án đường sắt cao tốc, có thể tạo thêm 700.000 công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Người dân thử quyết. Thưa quý khán giả, trong chương mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý vị theo dõi trích đoạn bài viết của Lê Nguyên đăng trên trang mạng Dân Làm Báo với tựa đề Từ Cảnh Giác đến Lệ Thuộc Bắc Triều, sẽ được hướng dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Với hệ thống audio nào chưa kêu bấm số 1-712-832-7123, quý khán giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Điệp khúc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Cộng trên các phương tiện truyền thông lề đảng ra rả năm này qua năm khác, như Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền không thể tranh cãi, hoặc để cho đảng và nhà nước lo, của các cán bộ, đoàn thể trực thuộc hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng, hay nói cách khác, trực thuộc các tổ chức ngoại vi, con đẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ là trò hề rẻ tiền, là những thước phim quá cũ, nhòe nhoẹt nhàm chán. Do đó, những người Việt Nam yêu nước, những ai không thể kiên nhẫn với cách phản đối, cực lực phản đối, với khoán trắng cho đảng, nhà nước lo, được che giấu dưới lớp vỏ bọc của các thế lực thù địch phản động, tay sai, Việt gian bán nước trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nên nhiều người con dũng cảm của Tổ quốc đứng lên, xuống đường chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bằng nhiều cách riêng của mình, đều bị ngăn chặn, hành hung thô bạo, thậm chí bị tống tù với các tội danh vớ vẩn. Vài năm qua, số người can đảm cất tiếng nói chống âm mưu xâm lược phương Bắc ngày càng nhiều, và họ lần lượt bị tống giam rất bất công, vô lý, được nhiều người trong ngoài nước biết đến gồm có cựu chiến binh điếu cày Nguyễn Văn Hải, người đã đến tận nơi chứng kiến thu vào ống kính ải Nam Quan, thác Bản Dốc, bãi Tục Lãm, núi Lão Sơn. Một phần máu thịt Việt Nam đã bị kẻ thù phương Bắc cướp mất và kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh năm 2008 đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam nhằm truyền tải thông tin đến cộng đồng nhân loại khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, để rồi bị tống tù với tội danh trốn thuế. Cùng hòa điệu với điếu cày lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia, cô gái đất cảng Phạm Thanh Nghiên, vóc người nhỏ nhưng có trái tim lớn, cô về làng biển nghèo tìm hiểu sự thật và biết rằng ngư trường truyền thống của ông cha ta để lại đã bị giặc thù cưỡng chiếm, nên cô biểu lộ tình yêu đồng bào qua các bài viết kể lại thực trạng của các ngư dân làng biển, cùng với hành động biểu tình tại gia bày tỏ tình yêu tổ quốc qua biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bị thế lực thù địch của những người yêu nước giam tù cô với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Có lẽ điếu cày Nguyễn Văn Hải, cô gái đất cảng Phạm Thanh Nghiên, được nhiều người chú ý, quan tâm nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, nhanh nhạy,
của các báo lề dân hiện nay, truyền tải thông tin kịp thời, cũng như vạch trần những tuyên truyền dối trá, phỉ báng bôi nhọ những người yêu nước, biểu đạt chính kiến ôn hòa nhưng cương quyết. Hành động này làm tấm gương sáng cho các người yêu nước khác bước qua sợ hãi, dấn thân nhập cuộc ngày càng nhiều và nhanh hơn so với 10 năm trước đó. Lúc mà hơn 10 năm trước, luật sư trẻ Lê Chí Quang lên tiếng, hãy cảnh giác với Bắc Triều. Bị tống tù không tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội, cũng như không tác động nhiều đến những người yêu nước trong thời báo mạng nở rộ ngày nay. Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm hơn 10 năm trước, lúc quan hệ Việt-Trung được xem là nồng ấm, sau lần Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 và Hội nghị Thành Đô năm 1990 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, nối lại tình đồng chí môi hở răng lạnh của hai nước xã hội chủ nghĩa anh em. Lúc đó Lê Chí Quang mới ngoài 30 tuổi, được xem như là một thanh niên trẻ có tâm, có tầm nhìn xa, thấy tham vọng của Trung Cộng từ lúc mới manh nha, dám can đảm chỉ ra dã tâm của Bắc Triều khi nhận định rằng, xin trích, ngay cả lúc tình đoàn kết tưởng như keo sơn nhất, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách thức để làm suy yếu nhằm mục đích thôn tính Việt Nam, và ngay cả khi hai nước bình thường hóa quan hệ, thì cũng là lúc Trung Quốc chuyển sang ý đồ thôn tính Việt Nam bằng kinh tế, hết trích. Để chỉ ra bản chất của nước đàn anh to xác xấu tính Trung Quốc, ôm mộng thôn tính Việt Nam mỗi khi có cơ hội, lẫn tạo thành cơ hội dù trong thời chiến hay thời bình, Lê Chí Quang khẩn thiết nhắc nhở nhà nước Cộng sản và nhân dân Việt Nam, hãy cẩn thận đừng mất cảnh giác với Bắc Triều như sau. Xin trích, những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam cũng gần giống với Trung Quốc và với trình độ công nghệ còn thấp, hàm lượng công nghệ chưa cao, chủ yếu là các mặt hàng tập trung nhiều lao động như nông sản, giày dép, dệt may, đang là những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, mang tính chiến lược của Việt Nam. Đây cũng là một trong những mảng mạng của hàng xuất khẩu Trung Quốc và sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, với những lợi thế được ưu đãi về thuế quan, được bình đẳng trong giải quyết tranh chấp thương mại, chắc chắn hàng hóa Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều lần, sẽ chiếm ưu thế cạnh tranh, dễ đánh bật sản phẩm cùng chủng loại của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hết trích. Không chỉ lên án dã tâm của Trung Cộng vô bằng vô chứng, giàu trí tưởng tượng như Đảng Cộng sản Việt Nam thường làm đối với những người tỏ thái độ với bá quyền Trung Quốc, Lê Chí Quang lên tiếng kêu gọi cảnh giác với Bắc Triều, không do lòng thù hận ganh ghét phát sinh từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan mù quáng, ngu trung nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, bằng suy tư trăn trở đầy trí tuệ của một thanh niên có lòng với tương lai dân nước, Lê Chí Quang đưa ra dẫn chứng làm nền tảng lý luận cho nhận định Bắc Triều là hiểm họa của Việt Nam khá thuyết phục. Đọc bài nhận định hãy cảnh giác với Bắc Triều sẽ thấy nội dung chính ngoài những nhận định về dã tâm kinh tế của Trung Cộng, Lê Chí Quang còn nhấn mạnh đến hiểm họa bá quyền nước lớn với đám tay chân cài cấm trong Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm hai nước phải dựa dẫm vào nhau để tồn tại, trong thế giới nhiều biến động, nhân loại quay lưng với xã hội chủ nghĩa, và bạo lực vẫn còn là phương tiện của nhà cầm quyền độc tài, tiêu diệt các cá nhân khác chính kiến. Những người dễ bị gán ghép vào tội phỉ báng, bôi nhọ quan hệ ngoại giao, răng môi của hai đảng, hai nhà nước, quả là một cố gắng lẫn can đảm vượt bậc của Lê Chí Quang. Yêu nước. Huế nỗi nhớ khôn nguôi. Sài Gòn, Huế, Hà Nội là những mảnh đời thân thương trong mỗi người dân Việt. Sài Gòn ngà ngọc, Hà Nội thương hoài, còn Huế mãi là bài thơ cổ kính, là nét họa thủy mạc phản phất một chút gì hoài cảm trong mỗi con tim Việt. Vẻ đẹp đất thần kinh đã được nhiều nhà thơ vẽ lại với những nét thật gợi cảm, có khi phản phất một chút buồn, nhưng nói chung đều chuyên chở những tình cảm đôn hậu thiết tha. Trước tiên hãy vào Huế bằng những vần thơ của Hàn Mặc Tử, như những cành lá ông ánh nắng mai chào đón khách bốn phương.
nổi lên. Vương ơi, bước qua xanh như ngọc, lát trúc che ngang mặt chữ điên. Huế đẹp, Huế thơ, nhưng dòng đời ngăn cách. Đến Huế rồi cũng phải xa Huế. Lòng người đi đành mang theo những nét buồn man mác, như thể thu đau thương của tình yêu khẽ nhấp. Họ đã xa rồi khôn níu lại, lòng thương chưa đã, mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dài khờ. Người đi làm hồn tôi mất, nhưng tôi thu buồn. Người đi đã mang theo cả Huế trong tim, nên hồn tôi sẽ còn mãi với Huế. Anh phải xa Huế, nhưng anh đã tìm thấy Huế trong mơ. Xin chào Huế một lần anh đến, để ngàn lần anh nhớ trong mơ. Em rất thật, nắng thì mờ ảo, xin đừng lầm em với cố đô. Nhịp cầu cong và con đường thẳng, một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu. Con sông dùng dằng, con sông không chạy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Có Huế trong mơ, nhưng chưa đủ. Với hình ảnh Huế rất sâu trong lòng, thu bồn hứa sẽ trở về, vì ra đi chỉ là tạm biệt, chứ không vĩnh biệt. Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt. Hải Vân ơi, xin người đừng tắt ngọn sao khuya. Tạm biệt nhé, chiếc hôn thầm lặng, anh trở về hóa đá phía bên kia. Thu bồn nhớ Hải Vân, nhớ nụ hôn hẹn hò, còn Trầm Tử Thiên lại nhớ Huế tan tóc Tết Mậu Thân với chiếc cầu đã gãy, hình ảnh thi thể mẹ Việt Nam bị đứt lìa do bàn tay cộng sản. Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui, giặc đã qua đây gây cảnh nội trôi. Cầu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi, non lá sầu khóc điều nam ai, tiếc thương lời vắng dài. Vì sao không thương mến nhau, còn gây khổ đau, làm lỡ nhịp cầu. Mối thù chờ sang ngày nào, nối lại nhịp cầu, rửa hờn cho nhau. Trầm Tử Thiên làm ta liên tưởng tới Trịnh Công Sơn, tên nhạc sĩ phản chiến, đã bị thất sủng trước chính sách vắt chanh bỏ vỏ của Cộng sản. Chính người nhạc sĩ đã đâm sau lưng chiến sĩ đó, cũng không giấu nổi sự thật với nỗi đau của Huế trong Tết Mậu Thân. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi trên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con. Chiều đi qua Bãi Dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người cha già ôm con lạnh giá. Chiều đi qua Bãi Dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Dân Việt ước mong trở về gặp lại Huế, nối lại nhịp cầu đã gãy, xây lại những nấm mồ, không phải nhịp cầu sắt mà là nhịp cầu tâm hồn. Người Việt xa xứ, tiêu biểu là Minh Đức Hoài Trinh, vẫn mong trở về gặp lại Huế. Hẳn nhiên không phải Huế đã biến thể dưới chế độ Cộng sản, mà là Huế xưa, Huế của mộng mơ. Huế ơi, răng trừ mình gặp lại nhau, tôi muốn về ôm chặt Huế trong tay, muốn hai đứa mình phải gần nhau mãi mãi. Mấy mươi năm tôi nhớ Huế từng ngày, thương Huế quá bao đêm nhìn trăng biếc, vườn lá hẹn hò soi nhạt bóng ai quen. Tô Kiều Ngân lãng mạn hơn, nhớ Huế với một dáng u hoài, với nỗi lòng tan nát, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm lâng lâng khi mường tượng được nghe giọng Huế thỏa thẻ ru êm. Ngắt một chút mây trên lăng Tự Đức,
thả vào mắt em thêm một dáng u hoài. Đôi mắt ấy vốn đã buồn thâm thẳm, thêm mây vào e tan tác lòng ai. Nếu lại được ru em bằng giọng Huế, được vỗ về như mà hát ngày xưa, câu máy đầy chứa trang lời dịu ngọt, chết cũng đành không hối tiếc chi mô. Tô Kiều Ngân mê giọng Huế, thì Phan Thị Ngôn Ngữ lại mê nón Huế, với quai nón tím, che hờ mái tóc dài ống mượt. Phan Thị Ngôn Ngữ đã thay lời anh chàng thư sinh nào đó để giải bày tâm sự. Ô con gái tóc dài, quai nón tím, chiều ni về, ô có nhớ ai không? Quốc hoa chi cho nay nhói cả lòng, áo trắng quá khiến hồn đầy khờ khạo. Ngày hai buổi tăng trường ngang mấy bận, đứng bên đường đây cứ mãi mong. Quai nón tím ơi, khói thuốc thả vòng, không dám gọi dù chỉ lời thăm hỏi. Nhớ Huế là nỗi nhớ miên viễn và vô vàn, nhưng nhất là những ngày mưa, thường là mưa dầm, thì nỗi nhớ là càng dây dứt như tâm sự não nề của tôn nữ Thủy Cương. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài, cho lòng nhớ ai? Không phải hôm nay mới có mưa, mới có giọt buồn, mà ngày xưa cũng mưa, cũng buồn. Nhưng mưa hôm nay buồn hơn, hiu hắt hơn vì phải xa Huế nghìn trùng. Mưa bên ngoài cũng chính là mưa trong lòng. Chiều nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai rồi, mà mưa sao vẫn rơi rơi đều, cho lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây chừ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Thế đó, Huế cách xa nghìn trùng, niềm đau của Huế còn rớm máu, nhưng niềm thương cho Huế còn mãi trong tim. Hẹn ngày về gặp lại nỗi ấm áp đất thần kinh, để tắm nắng hàng cao nắng mới lên, và để gặp thuyền ái đậu bến sông trăng đó. Ngô Quốc Sĩ, Minh Nguyệt và Hải Sương hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thi Ca Yêu Nước lần tới. Xin mến chào, tạm biệt. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Có tật thì giật mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam tâm bán nước và họ hoàn toàn ý thức được rằng hành động phản quốc này đang bị toàn dân lên án. Và một khi không còn nắm giữ quyền lực, tội phản quốc của họ sẽ bị luật pháp phán xét chứ không vô tư. Chính vì thế Công an Cộng sản Việt Nam đã nhận lệnh bắt giam một người dân vô tội, cung cấp nước miễn phí với 200 bảng của những hàng chữ nước nhà không bán và mất nước là chết. Mời quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi phần bình luận với tựa đề Động Lòng sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Dạ.
gió bên đông động bên tây, đấy nói bên ấy, bên đây động lòng. Đầu tháng 6, một người đàn ông gánh hai thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Đàn và đặt gánh nước xuống mời mọi người dùng nước. Giữa cơn nóng nực, những ly nước của ông đã được chiếu cố tận tình, nhưng chi tiết đáng nói nhất về những ly nước của ông là ông không nhận tiền của khách. Ông mời mọi người dùng nước miễn phí. Ông nhất định từ chối không lấy một đồng tiền nào của những người nhận những ly nước của ông. Khách uống nước lúc đầu không biết nguyên do gì đâu lại có người tử tế như thế giữa cái xã hội đã bị những người cộng sản làm bẩn đi không ít từ mấy chục năm qua. Nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm bảng người chủ gánh nước treo bên hai thùng nước thì mọi người liền hiểu ngay. Hai tấm bảng có những hàng chữ nguyên văn: nước nhà không bán, mất nước là chết. Thì ra là như thế, chuyện nước mới là chuyện chính. Ông chỉ mời mọi người uống nước, ông không bán nước. Ai hiểu mấy câu ông viết như thế nào cũng được, nhưng chính vì hiểu thế nào cũng được mà những người uống nước của ông lại hiểu rất đúng điều ông muốn nhắn nhủ. Ông đã khéo léo lợi dụng cái lắc léo, uyển chuyển của ngôn ngữ Việt để nói ra đề ông muốn nói mà không cần phải huỵch toẹt ra. Ông bình tĩnh, không nói gì, chỉ mời mọi người uống nước giữa cơn nóng bức. Rồi nhẹ nhàng nói với những người đang mang cơn quốc bệnh trong người cái nguy của căn bệnh: mất nước là chết. Mất nước ở đây có nghĩa là thiếu nước ở trong người. Ông không làm như người phụ nữ mất con gà đứng trong sân chửi vọng ra bên ngoài. Đứa nào ăn cắp con gà của bà nghe chửi rồi thấy động mồ động mã tổ tiên phải trả lại con gà. Ông không nói gì, vậy mà có khối đứa giật mình. Giật mình vì có tật. Khi không, tại sao lại mang nước ra mời người qua đường uống miễn phí? Khi không, tại sao lại khuyên mọi người phải lo chuyện nước nôi? Việc làm của ông liền có nhiều người làm theo. Ở Hà Nội, nhiều người trẻ cũng mang nước ra đường mời người qua đường miễn phí. Cũng những ly nước bên lề đường, không lấy tiền, chỉ mời không mọi người. Và cũng kèm theo những tấm bảng có những dòng chữ nói rõ nước của họ chỉ để mời, không phải trả tiền. Không phải trả tiền vì nước không để bán. Nước nhà không bán, mất nước là chết. Muốn hiểu thế nào cũng được, nghĩa đen cũng được mà nghĩa bóng lại càng hay hơn. Đến đây thì có ngu nhất, có mặt dày nhất, có vô liêm sỉ nhất thì cũng phải hiểu. Câu chửi ngầm của ông đã được nghe thấy và ý nghĩa đã khá rõ. Lập tức ông bị bắt giữ, nhưng sau đó ông đã được thả. Lý do có thể là nếu giam ông, đưa ông ra tòa, đem ông đi mất tích thì lại là một sự tự thú là có bán nước hay sao? Thôi thì đành câm cái mồm lại và tiếp tục độc quyền bán nước vậy. Ai không bán nước thì cứ việc mang nước ra đường, mời mọi người uống miễn phí. Trước khi chia tay ra buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, thuộc Công đoàn Độc Lập, bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.